Chào quý khán giả, chào các học sinh lớp 12 thân mến. Thầy rất vui mừng khi tiếp tục đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Nam thực hiện. Ở bài 2 Phương trình mặt phẳng, tiết 1, các em đã được học các nội dung. Nội dung thứ nhất: vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Nội dung thứ hai: phương trình tổng quát của mặt phẳng và một số trường hợp đặc biệt. Trong tiết học hôm nay, các em học qua nội dung tiếp theo, đó là điều kiện để hai mặt phẳng song song vuông góc. Trong nội dung này, chúng ta học hai mục chính. Mục thứ nhất, đó là điều kiện để hai mặt phẳng song song. Mục thứ hai là điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. Sau đây, thầy mời các em chúng ta cùng bước vào bài học. Như các em đã biết, trong không gian cho trước hai mặt phẳng, chúng ta có ba vị trí tương đối, đó là hai mặt phẳng song song Thứ hai, hai mặt phản trùng nhau. Thứ ba, hai mặt phản cắt nhau. Nếu xét trong không gian Ox Z cho hai mặt phản, chẳng hạn, mặt phản alpha có phương trình x 3y trừ 2z 5 bằng 0 và mặt phản beta có phương trình 2x 6y trừ 4z cộng 1 bằng 0. Chúng ta xét vị trí tương đối của chúng như thế nào? Để trả lời câu hỏi đó, Thầy mời các em cùng bước vào hoạt động đầu tiên của bài học. Trong không gian OXYZ, cho hai mặt phẳng, mặt phẳng alpha có phương trình x cộng 3y trừ 2z cộng 5 bằng 0. Mặt phẳng beta có phương trình 2x cộng 6y trừ 4z cộng 1 bằng 0. Yêu cầu đầu tiên, tìm vector pháp tuyến của các mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta nhận xét gì về vector pháp tuyến của chúng? Yêu cầu thứ hai, nhận xét gì về vị trí tương đối của mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta? Để trả lời các yêu cầu trên, chúng ta làm như sau. Ý thứ nhất, với kiến thức tiết 1 các em đã học, thì chúng ta hoàn toàn tìm được vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta. Mặt phẳng alpha có vector pháp tuyến là vector n1 tọa độ 1, 3, 2 Mặt phẳng beta có vectơ pháp tuyến là vectơ n2 tọa độ 2 6 4. Ta nhận thấy vectơ n1 bằng 1/2 lần vectơ n2. Do vectơ n1 bằng 1/2 lần vectơ n2 nên vectơ n1 cùng phương với vectơ n2. Như vậy, ta đã trả lời được yêu cầu thứ nhất. Bây giờ chúng ta bước vào yêu cầu thứ hai nhận xét gì về vị trí tiên đối giữa mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta. Ở yêu cầu thứ nhất, ta đã kết luận được vector N1 cùng phương với vector N2. Do vector N1 cùng phương với vector N2 nên mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất, hai mặt phẳng song song với nhau hoặc hai mặt phẳng trùng nhau. Để trả lời được hai mặt phẳng song song hay trùng nhau thì chúng ta làm như thế nào? Cách làm như sau. Trên mặt phẳng alpha, chúng ta chọn một điểm. Ta thay tọa độ điểm đó vào mặt phẳng beta. Nếu tọa độ điểm đó thỏa mãn mặt phẳng beta thì ta kết luận hai mặt phẳng trùng nhau. Nếu tọa độ điểm đó không thỏa phương trình mặt phẳng beta, ta kết luận hai mặt phẳng đó song song. Bây giờ chúng ta tiến hành giải đáp câu B như sau chọn điểm M thuộc mặt phẳng alpha. Cho y bằng 0, z bằng 0, ta thu được phương trình x cộng 5 bằng 0. Giải phương trình đó, ta tìm được x bằng trừ 5. Vậy điểm M có tọa độ là trừ 5, 0, 0 thuộc mặt phẳng alpha. Thay tọa độ điểm M vào phương trình mặt phẳng beta như sau. Tại vị trí x, ta thay bằng trừ 5. Tại vị trí y, ta thay bằng 0. Tại vị trí Z, ta thay bằng 0. Thu được kết quả vế trái bằng trừ 9. Khác không, nên điểm M không thuộc mặt phẳng beta. Vì điểm M không thuộc mặt phẳng beta, nên suy ra mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta song song với nhau. Nếu thầy thay dữ kiện hệ số D của mặt phẳng beta bằng 10, thì điều gì xảy ra? Thầy mời các em qua hoạt động thứ hai. Trong không gian OXYZ, cho hai mặt phẳng, mặt phẳng alpha có phương trình x cộng 3y trừ 2z cộng 5 bằng 0. Mặt phẳng beta có phương trình 2x 6y trừ 4z cộng 10 bằng 0. Yêu cầu câu A câu B giống hoạt động 1. Các em thấy rằng từ hoạt động 1, ta kết luận được mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta có hai vectơ pháp tuyến vectơ n1 và vector pháp tuyến N2 cùng phương với nhau. Bây giờ chúng ta kiểm tra hai mặt phẳng alpha và beta song song hai trùng nhau bằng cách trên mặt phẳng alpha chúng ta chọn điểm M có tọa độ trừ năm không không chúng ta thay tọa độ điểm M vào phương trình mặt phẳng beta ta nhận thấy vế trái bằng 0 và bằng vế phải từ đó ta kết luận điểm M thuộc mặt phẳng beta vì điểm M thuộc mặt phẳng beta nên ta kết luận mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta trùng nhau. Từ hoạt động 2, chúng ta nhận thấy rằng hai mặt phẳng trùng nhau thì dấu hiệu như thế nào? Thầy mời các em quan sát. Mặt phẳng alpha trùng với mặt phẳng beta thì dấu hiệu thứ nhất đó là hai vectơ pháp tuyến cùng phương. Trong bài toán này, vectơ N1 bằng 1 phần 2 lần vector N2. Dấu hiệu thứ hai ta nhận thấy đó là hệ số D của phương trình mặt phẳng alpha cũng bằng 1 phần 2 lần hệ số D của phương trình mặt phẳng beta. Hai cách khác chúng ta có một dấu hiệu nữa đó là các tỷ số 1 phần 2, 3 phần 6, trừ 2 phần trừ 4 và 5 phần 10 đều bằng nhau. Ở hoạt động 1, ta kết luận mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta song song với nhau. Dấu hiệu ở đây chúng ta phát hiện ra như thế nào? Thầy mời các em quan sát. Dấu hiệu thứ nhất là hai vectơ pháp tuyến cũng cùng phương trong bài toán này vectơ n1 bằng 1/2 lần vectơ n2. Dấu hiệu thứ hai là hai hệ số D của mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta không có tỷ lệ bằng 1 phần 2. Tức là 5 khác 1 phần 2 là 1. Hoặc ta có thể nhận thấy rằng các tỷ lệ 1 phần 2, 3 phần 6, trừ 2 phần trừ 4 bằng nhau nhưng khác 5 phần 1. Như vậy, qua hoạt động 1 và hoạt động 2, ta đã nhận thấy dấu hiệu để hai mặt phẳng song song và trùng nhau. Câu hỏi đặt ra là nếu hai vectơ pháp tuyến không cùng phương thì điều gì xảy ra? Rõ ràng nếu hai vectơ pháp tuyến không cùng phương thì ta kết luận alpha cắt mặt phẳng beta. Từ đó chúng ta có kiến thức sao? Thời mời các em quan sát. Trong không gian OXYZ cho hai mặt phẳng alpha và beta có phương trình Mặt phẳng alpha có phương trình a1x b1y c1z d1 0. Mặt phẳng beta có phương trình a2x b2y c2z d2 0. Với vector n1 tọa độ a1b1c1 là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Vector n2 có tọa độ a2b2c2 là vector pháp tuyến của mặt phẳng beta. Khi đó ta có kiến thức thứ nhất. Điều kiện để hai mặt phẳng song song Mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng beta khi và chỉ khi vector pháp tuyến N1 bằng k lần vector pháp tuyến N2 và D1 khác k lần D2. 2. Các bộ số A1, B1, C1 bằng k lần bộ số A2, B2, C2 và D1 khác k lần D2. Nếu như A2, B2, C2, D2 khác không thì mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng beta khi và chỉ khi A1 trên A2 bằng B1 trên B2 bằng C1 trên C2 khác D1 trên D2. Thứ hai, mặt phẳng alpha trùng mặt phẳng beta khi và chỉ khi vector N1 bằng K lần vector N2, D1 bằng K lần D2. Tương đương với bộ ba số A1, B1, C1 bằng K lần A2B2C2 và D1 bằng K lần D2. Nếu A2B2C2 D2 khác không thì mặt phẳng alpha trùng với mặt phẳng beta khi và chỉ khi A1 trên A2 bằng B1 trên B2 bằng C1 trên C2 bằng D1 trên D2. Thứ ba, mặt phẳng alpha các mặt phẳng beta khi và chỉ khi vector N1 khác K lần vector N2 tương đương với bộ ba số A1, B1, C1 khác K lần A2, B2, C2. Để củng cố kiến thức trên, thầy mời các em chúng ta cùng bước vào các ví dụ minh họa như sau. Ví dụ đầu tiên, xác vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng sau. Câu A, mặt phẳng alpha 1 có phương trình x 2y 3z cộng 4 bằng 0. Mặt phẳng beta 1 có phương trình x 5y trừ z trừ 9 bằng 0. Câu B. Mặt phẳng alpha 2 có phương trình x y z cộng 5 bằng 0. Mặt phẳng BT2 có phương trình 2x 2y cộng 2z cộng 6 bằng 0. Câu C. Mặt phẳng alpha 3 có phương trình x 2y cộng 3z cộng 1 bằng 0. Mặt phẳng beta 3 có phương trình 3x cộng 6y cộng 9z cộng 3 bằng 0. Bây giờ áp dụng kiến thức trên, chúng ta giải bài tập như sau. Thầy mời các em quan sát. Câu A gọi vector n1 và vector n2 lần lượt là các vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha 1 và beta 1. Khi đó ta có vector n1 có tọa độ là 1 2 3 1 2 3. Vector n2 có tọa độ là 1 5 1. Ta nhận thấy các tỉ số 1 trên 1 khác 2 trên 5 nên từ đó ta suy ra vector N1 khác K lần vector N2. Ta suy ra mặt phẳng alpha 1 các mặt phẳng beta 1. Tiếp theo chúng ta bước vào câu B. Ở câu B chúng ta nhận thấy như sau. Các tỷ số 1 2, 1 2, 1 2 bằng nhau. Nhưng khác 5 phần 6. Từ đó ta kết luận mặt phẳng alpha 2 song song với mặt phẳng beta 2. Tiếp tục, chúng ta bước vào câu C. Câu C ta nhận thấy các tỷ số 1/3, 2/6, 3/9, 1/3 bằng nhau. Nên mặt phẳng alpha 3 trùng mặt phẳng beta 3. Tiếp theo, thầy mời các em qua ví dụ thứ hai. Ví dụ 2 có nội dung như sau trong không gian OXYZ viết phương trình mặt phẳng alpha đi qua điểm M có tọa độ 2, 1, trừ 3 và song song với mặt phẳng phê có phương trình 3X trừ 2Y trừ Z cộng 4 bằng 0. Bài toán trang yêu cầu chúng ta viết phương trình mặt phẳng alpha. Để viết phương trình mặt phẳng alpha, ta cần xác định hai yếu tố, đó là điểm đi qua và vectơ pháp tuyến. Trong bài toán này, Điểm đi qua là điểm M có tọa độ 2, 1, trừ 3. Bây giờ chúng ta cần xác định vector pháp tuyến. Vậy chúng ta xác định vector pháp tuyến như thế nào? Thầy mời các em quan sát trên màn hình. Đề cho mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng phê. Mặt phẳng phê để cho phương trình 3x trừ 2y trừ giấy bóng bằng 0 nay chúng ta hoàn toàn xác định được vector pháp tuyến của mặt phẳng phê là vector n có tọa độ là 3 trừ 2 trừ 1. Ta nhận thấy vector pháp tuyến của mặt phẳng phê có giá vuông góc với mặt phẳng alpha. Nay khi đó, ta chọn vector n có tọa độ 3 trừ 2 trừ 1 là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Khi đó, chúng ta hoàn toàn viết được phương trình mặt phẳng alpha vì chúng ta biết điểm đi qua là điểm M và vector pháp tuyến là vector N. Thầy mời các em quan sát lời giải của bài toán như sau. Mặt phẳng phê có vector pháp tuyến là vector N, tọa độ 3 trừ 2 trừ 1. Do mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng phê, nên mặt phẳng alpha có vector pháp tuyến là vector N, Phương trình mặt phẳng alpha đi qua điểm M có tọa độ 2, 1, 3, có vectơ pháp tuyến N có tọa độ 3, 2, 1 là 3 lần x, x, x 2, x x 2 lần y x 1, x 1 lần z 3 bằng 0. Khai triển ta được 3x 2y z 7 bằng 0. Qua ví dụ trang ta nhận thấy phương trình mặt phẳng phê và phương trình của mặt phẳng alpha có 3 hệ số đào giống nhau, chỉ khác nhau ở hệ số D. Từ đó, chúng ta có một nhận xét sau. Thầy mời các em quan sát. Nếu mặt phẳng alpha song song với mặt phẳng phê có phương trình AX cạm BA C giấy D bằng 0, thì phương trình mặt phẳng alpha sẽ có dạng AX cạm BA C giấy D phải bằng 0. Trong đó, D phải khác D áp dụng kiến thức này, chúng ta giải cách khác cho bài này như sau. Vì mặt phẳng alpha sam song với mặt phẳng V, nên phương trình mặt phẳng alpha có dạng 3x 2y trừ z d bằng 0, trong đó d khác 4. D khác 4. Bây giờ chúng ta tìm d như sau. Do mặt phẳng alpha đi qua điểm M có tọa độ 2 1 3 nên ta có chúng ta thay tọa độ điểm M vào phương trình mặt phẳng alpha như sau ở đâu có x chúng ta thay bằng 2 ở đâu có y chúng ta thay bằng 1 ở đâu có z chúng ta thay bằng trừ 3 thì ta được kết quả 3 x 2 trừ 2 x 1 trừ cho trừ 3 cộng d bằng 0 thu gọn ta được 7 cộng d bằng 0 giải phương trình này ta được d bằng trừ 7 và thỏa mãn điều kiện d khác bóng Vậy phương trình mặt phẳng alpha là 3x trừ 2y trừ z trừ 7 bằng 0. Tiếp theo chúng ta qua kiến thức sau. Cho mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta vuông góc với nhau. Mặt phẳng alpha có vectơ pháp tuyến n1, mặt phẳng beta có vectơ pháp tuyến n2. Ta nhận thấy mặt phẳng alpha vuông góc với mặt phẳng beta nên vectơ pháp tuyến n1 và vector pháp tuyến n2 vuông góc với nhau. Vì hai vector pháp tuyến n1 và vector pháp tuyến n2 vuông góc với nhau, nên tích vô hướng của chúng bằng 0. Từ đó, chúng ta có kiến thức sau. Hai nhỏ điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. Mặt phẳng alpha vuông góc với mặt phẳng beta khi và chỉ khi vector n1 nhân vector n2 bằng 0. Tương đương với a1 nhân a2 cộng b1 nhân b2 cộng c1 nhân c2 bằng 0. Để củng cố kiến thức trang thầy mời các em chúng ta qua ví dụ tiếp theo. Ví dụ 3. Trong không gian OXYZ, xác định tất cả các giá trị của tham số M để cặp mặt phẳng sau đây vuông góc. Mặt phẳng alpha có phương trình 2x cộng MY cộng 2MZ trừ 9 bằng 0. Mặt phẳng beta có phương trình 6x trừ Y trừ Z trừ 10 bằng 0. Sau đây, thầy mời các em xem lời giải cho bài toán do mặt phẳng alpha vuông góc với mặt phẳng beta nên ta có áp dụng kiến thức chúng ta vừa học ta lấy 2 nhân 6 cộng cho m nhân trừ 1 cộng cho 2m nhân trừ 1 bằng 0 thu gọn ta được 12 trừ 3m bằng 0 giải phương trình trên ta được m bằng 4 vậy m bằng 4 tiếp theo thầy mời các em qua ví dụ thứ tư. Trong không gian OXYZ, viết phương trình mặt phẳng alpha đi qua điểm A tọa độ 3, 1, trừ 1, điểm B tọa độ 2, trừ 1, 4 và vuông góc với mặt phẳng phê có phương trình 2X Y cộng 3Z 1 bằng 0. Bài toán yêu cầu chúng ta viết phương trình mặt phẳng alpha. Để viết phương trình mặt phẳng alpha, ta cần xác định hai yếu tố đó là điểm đi qua và vector pháp tuyến. Đề bài cho mặt phẳng alpha đi qua điểm A và điểm B, nên một trong hai điểm AB ta sẽ chọn làm điểm đi qua. Bây giờ chúng ta cần tính vector pháp tuyến. Để xác định vector pháp tuyến trong bài này, chúng ta giải quyết như thế nào? Thầy mời các em xem hình minh họa cho bài toán. Mặt phẳng alpha đi qua AB và vuông góc với mặt phẳng phê. Do đề bài cho phương trình mặt phẳng phê là 2x trừ y cộng 3z trừ 1 bằng 0. Nên chúng ta hoàn toàn xác định vectơ pháp tuyến của mặt phẳng phê có tọa độ là 2 trừ 1 3. Nếu chúng ta gọi vectơ n alpha là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng alpha thì ta nhận thấy vectơ n alpha vuông góc với lại vectơ n phê. Bên cạnh đó, chúng ta thấy vector n alpha lại vuông góc với lại vector ab do vector n alpha vừa vuông góc với vector n vừa vuông góc với vector ab nên tích có hướng của vector ab và vector n được chọn làm vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha khi đó ta có vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha được chọn là tích có hướng của vector n phê và vector ab tính tích có hướng này chúng ta tìm được tọa độ của vector n alpha. Sau đây, thầy mời các em xem lời giải cho bài toán. Mặt phẳng phê có vector pháp tuyến n phê tọa độ là 2 1 3. Ta có vector AB có tọa độ là 1 2 5. Gọi vector n alpha là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha. Vì vector n alpha vuông góc với lại vector n phê và vector n alpha vuông góc với vector ab nên ta chọn vector n alpha chính là tích có hướng của vector n-phê với vector ab Tính tích có hướng này ta được kết quả 1 -13 -5 Phương trình mặt phẳng alpha đi qua điểm a tọa độ 3 1 -1 có vector pháp tuyến vector n alpha tọa độ 1 -13 -5 là 1 thừa số cho x 3, trừ 13 thừa số cho y 1, trừ 5 thừa số cho z cộng 1 bằng 0. Khai triển và thu gọn ta được phương trình x 13y 5 z cộng 5 bằng 0. Tiếp theo, thầy mời các em qua ví dụ 5. Trong không gian OXYZ, cho hình hộp chữ nhật ABCD chấm A B C D có điểm A tọa độ 000, điểm B tọa độ A00, điểm D tọa độ 0 A0, điểm A phải tọa độ 0 0 B với AB lớn hơn 0. Gọi M là trung điểm của CC phải. Tìm tỷ số A trên B để mặt phẳng A phải BD vuông góc với mặt phẳng MBD. Thầy mời các em xem hình minh họa cho bài toán. Đề bài yêu cầu tìm tỷ số A trên B với điều kiện là mặt phẳng A phải BD vuông góc với mặt phẳng MBD. Để giải quyết bài toán này, ta làm như thế nào? Các em biết rằng mặt phẳng A phải BD vuông góc với mặt phẳng MBD nên hai vectơ pháp tuyến của hai mặt phẳng này nhân nhau bằng không. Xử lý phương trình đó, ta tính được tỷ số A trên B cần tìm. Câu hỏi đặt ra là để tính vectơ pháp tuyến của mặt phẳng A BD ta làm như thế nào? Để tính vector pháp tuyến của mặt phẳng MBD, ta làm như thế nào? Thầy mời các em quan sát. Do mặt phẳng A phẩy BD đi qua 3 điểm A phẩy, điểm B và điểm B, nên ta chọn tích có hướng của vector A phẩy B và A phẩy D làm vector pháp tuyến của mặt phẳng A phẩy BD. Tương tự, do mặt phẳng MBD đi qua điểm M, điểm B điểm D. Nên ta chọn tích có hướng của vector BM và vector BD làm vector pháp tuyến của mặt phẳng MBD. Khi có hai vector pháp tuyến, chúng ta dùng điều kiện vuông góc sẽ tìm được tỷ số A trên B. Sau đây, thầy mời các em xem lời giải cho bài toán. Ta có vector A phẩy B tọa độ là A0 trừ B. Vector A phẩy D tọa độ là 0A trừ b. Mặt phản a phải bd có vector pháp tuyến là vector n1 bằng tích có hướng của vector a phải b và vector a phải d. Để tính tích có hướng này, chúng ta thực hiện như sau. Với kiến thức các em đã học ở tiết 1, chúng ta tính hành độ. Thứ nhất, chúng ta viết cột đầu tiên là 0 a trừ b trừ b. Và chúng ta tính như sau. Chúng ta lấy 0 nhân trừ B trừ cho lấy A nhân trừ B. Và ta được kết quả là bằng AB. Tính tung độ chúng ta tính như sau. Đầu tiên chúng ta viết trừ B trừ B ở cột thứ nhất. Sau đó chúng ta viết A0 ở cột thứ hai. Và tính bằng cách lấy trừ B nhân 0 trừ cho trừ B nhân A ta được kết quả AB. Để tính cao độ ta tính như sau. Chúng ta viết cột thứ nhất là A0. Cột thứ hai là 0A. Và cách tính tương tự ta được kết quả là A bình. Tiếp tục chúng ta tính vector pháp tuyến cho mặt phẳng MBD. Để tính vector pháp tuyến của mặt phẳng MBD thì chúng ta phải tìm được tọa độ điểm M. Quan sát hình chúng ta nhận thấy tọa độ điểm C là A A 0. Tọa độ điểm C phải là A A B. Nên từ đó chúng ta suy ra được tọa độ điểm M. Tọa độ điểm M sẽ có tọa độ là A A B trên 2. Tiếp theo, chúng ta tính vectơ BM. Vectơ BM có tọa độ là 0 A B trên 2. Tiếp theo chúng ta tính vector BD. Vector BD có tọa độ là trừ A, A0. Mặt phẳng MBD có vector pháp tuyến là vector N2, chính là tích có hướng của vector BM và vector BD. Tương tự cách tính trên, ta được kết quả là trừ AB trên 2, trừ AB trên 2, A bình. Do mặt phẳng A phải BD vuông góc với mặt phẳng MBD, nên ta có vectơ n1 nhân vectơ n2 bằng 0. Ráp công thức ta có trừ a bình b bình trên 2 trừ a bình b bình trên 2 cộng a mũ 4 bằng 0. Thu gọn ta được a mũ 4 trừ a bình b bình bằng 0. Chúng ta đặt a bình làm thừa số chung. Ta được kết quả a bình nhân a bình trừ b bình bằng 0. Vì điều kiện cho AB lớn hơn 0, nên giải phương trình này ta được kết quả A bằng B. Chia B qua ta được kết quả tỷ số A trên B bằng 1. Vậy A trên B bằng 1. Tiếp theo thầy mời các em quan sát bài toán sau. Cho hình hộp chữ nhật ABCD chấm A phải B phải C phải D phải. Có đáy ABCD là hình vuông cạnh A và A phải B phải bằng B gọi M là trung điểm của CC phải. Tìm tỉ số A trên B để mặt phẳng A phải BD vuông góc với mặt phẳng MBD. Quan sát bài toán trên, ta nhận thấy Bài toán vừa cho với bài toán ví dụ 5, ta thấy hoàn toàn giống nhau. Chỉ khác nhau là đề không cho tọa độ các đỉnh A, B, D và A phải. Như vậy, bằng cách đạt cạnh ví dụ 5, ta nảy sinh ý tưởng giải bài tập này như sau. Với hình hộp chữ nhật ABCD A phải B phải C phải D phải Ta chọn hệ tọa độ OXYZ Sao cho điểm A trùng với góc tọa độ Điểm B thuộc tia OX Điểm D thuộc tia o, A, Và điểm A phải thuộc tia OZ Thì khi đó ta hoàn toàn xác định được tọa độ các đỉnh A, B, D và A phải Và lúc này bài toán đã cho quy về bài toán ví dụ năm mà chúng ta đã biết cách giải Phương pháp như vậy, người ta hay gọi đó là phương pháp tọa độ hóa hình học không gian. Thầy hy vọng các em sẽ nghiên cứu phương pháp này ở nhà để nâng cao khả năng giải toán của mình. Như vậy, trong tiết học hôm nay, chúng ta đã học xong phần nội dung điều kiện để hai mặt phẳng song song vuông góc. Sau đây, thầy mời các em quan sát trên màn hình, chúng ta củng cố lại kiến thức vừa học qua sơ đồ tư duy như sau. Tiếp theo, để các em về nhà rèn luyện, thầy đề nghị về nhà các em giải một số bài tập sau. Bài tập thứ nhất, trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm A có tọa độ là 2 1 2 và song song với mặt phẳng phê có phương trình 2x y 3z 2 bằng 0 có phương trình là, các em có 4 phương án lựa chọn. Câu thứ hai, trong không gian Oxyz, cho hai điểm, điểm A có tọa độ là 0 1, 0, điểm B có tọa độ là 2, 0, 1. Và mặt phẳng Q có phương trình x trừ y trừ 1 bằng 0. Viết phương trình mặt phẳng phê đi qua điểm A, điểm B và vuông góc với mặt phẳng Q. Câu thứ 3. Trong không gian OXYZ cho điểm A có tọa độ trừ 1, trừ 1, 0. Điểm B có tọa độ là 0, 1, 0. Điểm M có tọa độ là A, B, C với B nhỏ hơn 0 thuộc mặt phản phê có phương trình x cộng y cộng z cộng 2 bằng 0 sao cho am bằng căn 2 và mặt phẳng amb vuông góc với mặt phẳng phê. Khi đó, biểu thức t bằng 2a trừ 4b bình cộng c có giá trị. Phương án a bằng trừ 8, phương án b bằng 7, phương án c bằng 28, phương án d bằng trừ 17. Các em thân mến, trong bài học hôm nay chúng ta đã học xong phần kiến thức, điều kiện để hai mặt phản song song vuông góc và giải một số ví dụ liên quan đến kiến thức đó. Tiết học hôm nay đến đây là hết. Thầy hẹn các em trong các tiết học sau. Thân ái, chào các em.